bọ xít non mùi hôi đáng sợ, đắt hơn bò mí, rang ăn cả cân. Không phải là món ăn mới lạ từ côn trùng, bọ xít rang lá chanh có mặt trong bữa nhậu của cánh mày râu đã lâu. Kể từ đầu tháng 2, bọ xít được chị em lùng mua với giá khá đắt đỏ, song không phải lúc nào cũng có. Vừa ngắt điện thoại hẹn người dân trên Sơn La để dành cho 20 kg bọ xít non, chị Trần Hà Phương ở Thanh Xuân, Hà Nội thở phào, phải đặt trước 3 ngày mới có đấy, chậm một tí là nhà hàng lấy hết ngay, không có mà trả khách. Chị Phương chia sẻ, ra Tết năm ngoái, gia đình chị đi du xuân trên Mộc Châu, Sơn La được người dân giới thiệu bọ xít là món đặc sản vùng này. Lúc đầu nhìn sợ chị không dám ăn, nhưng sau thấy mọi người ăn ngấu nghiến hết cả đĩa, chị mạnh bạo thử một con cho biết. Không ngờ, bọ xít rang ăn không hề có mùi hôi mà béo ngậy, giòn tan, thơm mùi gia vị tỏi, ớt, lá chanh hòa quyện. Món này mà cho các ông chồng nhậu, thì tốn phải biết nên chị quyết định nhận đặt mối bọ xít trên này, về đăng lên Facebook cá nhân quảng cáo để bán hàng. Vài ngày sau, đơn đặt hàng bọ xít từ bạn bè, anh em họ hàng chị đã lên đến 5 kg, dần dần, được mọi người giới thiệu, có ngày chị bán tới 10-20 kg bọ xít non. Người mua ít thì 1-2 kg, mua nhiều 3-4 kg, còn chủ yếu là quán nhậu vỉa hè mỗi lần đặt chị 5-10 kg. Năm nay, nhãn ít quả nên bọ xít non ít hơn so với năm ngoái, tôi phải gom từ nhiều mối mới đủ trả khách, giá bọ xít vì thế cũng cao hơn, dao động 350.000-370.000 đồng trên kg. Từ đầu năm đến nay, lúc nào bọ xít cũng trong tình trạng cháy hàng, nhiều lúc tôi muốn để lại cho chồng mấy lạng để nhậu cũng không có, chị Phương nói. Tương tự, chị Nguyễn Thanh Huyền ở Mường La Sơn La cũng cho biết, từ đầu mùa, bọ xít non đã được các đầu mối lùng mua rất nhiều, gây sốt trên khắp trang mạng xã hội. Chị chia sẻ, công việc chính của chị là nội trợ nên mùa nào thức nấy, năm nào chị cũng bán đặc sản của quê mình để kiếm thêm, như thời điểm này, bọ xít đã vào mùa, chị phải hẹn trước đồng bào dân tộc Thái ở Bắc Yên, Sơn La lên vườn nhãn bắt bọ xít non ngay từ ra Tết mới có hàng để bán. Tôi phải đi gom của nhiều người dân, hôm thì được 20 kg. Hôm nhiều thì 40-50 kg, có bao nhiêu cũng trả khách hết, không lúc nào có dư, chủ yếu tôi chuyển đi các nhà hàng ở Quảng Ninh, còn hàng đi Hà Nội hay các tỉnh tôi bán xỉ 5-10 kg một lúc. Có khách ngoài Hà Nội, ra Tết đã đặt trước tôi 30 kg bọ xít non để mang đi biếu, chị Huyền cho hay. Bọ xít non con có màu đỏ đến màu phấn trắng là ngon nhất, hàng sau khi đến tay được chị vệ sinh, nhặt bỏ cánh, nhặt rác sạch sẽ rồi cấp đông để hôm sau chuyển đi luôn. Theo chị Huyền, bọ xít non không có mùi, mua về, khách có thể trộn với gia vị ớt, tỏi, muối hoặc thêm một ít nước măng chua rồi cho lên chảo rang vàng ruộng, bày ra đĩa với lá chanh thái nhỏ là có ngay một món nhậu khoái khẩu. Khi ăn bọ xít rang giòn tan trong miệng, có vị ngọt bùi, béo béo xen lẫn vị thơm của tỏi, lá chanh, vị cay của ớt nên nghiện ngay. Hơn một tháng nay, trung bình mỗi tuần tôi bán hàng chục kg lên đến cả tạ bọ xít non, với giá 370.000 đồng trên kg, cho thu nhập khoảng hơn chục triệu, trừ đi chi phí cũng lãi được một khoản kha khá. Năm nay nhãn không sai như mọi năm nên bọ xít cũng khan hiếm hơn, giá bán vì thế cũng cao hơn, chị nói. Còn loại bọ xít già, có mùi hôi giá thành sẽ rẻ hơn, khoảng 200.000 đồng trên kg, khi mua về sẽ phải chế biến cầu kỳ khử hết mùi mới ăn được. Loại này không được ưa chuộng bằng bọ xít non. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa, bọ xít non vào vụ cuối nên khách phải đặt trước 3-4 ngày tôi mới gom kịp để trả, chị Huyền cho hay. Theo Phương Anh, Vietnamnet, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.